là nhà vệ sinh nam mà. Chứ lúc nào mà để đưa bọn mình đi vào nhà vệ sinh nam thế hả? À, xin lỗi nhá, thầy hay cứ tự nhiên tiếp đi. Thú vị phết nhở. Đổ máu lạnh, anh tàn nhẫn lắm. Anh định ức hiếp con gái nhà người ta đấy à? Hả? Liên quan gì đến cô hả? Không liên quan tới tôi, nhưng mà tôi đang đi đường, tôi thấy chuyện bất bình, tôi vào can ngăn thôi. Hay, anh có đám mặt đàn ông cũng đấy. Anh ức hiếp người khác, bắt nạt con gái nhà này, bây giờ anh định bỏ trốn đấy à? Cô nói linh tinh cái gì vậy hả? Đúng là cái loại sở khanh, cái loại người như anh ý, ở quê tôi đầy. Đáng lẽ ra cái loại người như anh là phải bị tiệt chủng mới đúng. Này, cô yên tâm đi, cái loại người này cô cứ để yên, tôi phải giải quyết. Với cái loại người này nhá, không thể nhân nhượng được. Vậy nhưng mà tôi nhận ra cô rồi, cô chính là một trong hai cô gái vào nhầm nhà vệ sinh hôm qua. Thì là do ngày hôm qua tôi có một chút men rượu trong người thì tôi mới đi nhầm thôi. Mà tôi còn tốt hơn anh Chán nhá, cái loại đàn ông sở khanh chuyên lừa gạt con gái nhà lành. Tôi nhất định sẽ đưa cái bản mặt của anh lên mạng, tôi sẽ cho tất cả mọi người nhìn thấy cái bộ mặt của anh thế nào, để cho mọi người tránh xa anh ra, đặc biệt là con gái nhà lành. Đủ rồi, cứ tự cho mình là hay ho. Nếu cô dám đưa hình ảnh của tôi lên mạng xã hội, tôi sẽ kiện đấy. Này, anh còn đi hăm dọa tôi đấy à? Này, cô yên tâm đi, cái loại người này không việc gì cũng phải sợ. Cô Tài Lanh đấy, cô Duyên, tự dưng ở đâu ra xem bản thân của tôi đấy? Tôi vừa mới giúp cô mà. Ai cần, tôi đang định làm nũng với anh ấy, nhưng mà tại cô tất cả đấy. Người đâu mà vô duyên điên cùng thế không biết được. Này, mày xem bạn trai tuần này Lan Anh. Vợ con trai thì có gì tốt mà khoe. Cái con này, sao cái giọng của mày giống như là hờn dỗi tất cả con trai trên thế giới đấy. Này, tao nói cho mày biết nhá, không phải là đứa con trai nào cũng giống nhau đâu. Như bạn trai của tao ấy này, vừa lịch sự, ga lăng, nói chung là tuyệt vời đấy. Anh ấy là cả bầu trời của tao đấy, xem đi. Bạn trai của mày đây à? Ừ, anh ấy tên là Duy. Mày quen à? Không, tao không quen biết tên này. Nhưng mà tao còn nhớ là có một vài lần hắn ta dẫn bạn gái đến quán quần áo của tao làm, cử chỉ thân mật lắm. Nhìn chắc là mày hiểu lầm rồi. Chứ đấy chỉ là bạn gái cũ của anh ấy thôi. Bây giờ ấy, anh ấy chỉ yêu tao, anh ấy chỉ có một mình tao thôi. Tao không hiểu lầm đâu. Tốt hơn hết ý, là mày cũng phải nên cẩn thận, đề phòng vẫn hơn. Mày làm sao đây Lan Anh? Đã là tình yêu ấy thì phải tin tưởng nhau, chứ không ấy, yêu làm cái gì? Tao chỉ thấy lo cho mày thôi. Thời buổi này con trai không đáng tin đâu. Này nhá, bọn tao đang vui vẻ hạnh phúc, mày đừng có mà nói suối quẩy. Biết thế chả cho mày xem hình anh ấy nữa. Này, thiêng thế, gọi tao, trật tự đấy. Alo em nghe này. Vâng vâng, thế thì để em qua ngay nhá. Dạ vâng ạ. Anh Duy ấy, anh ấy quấn tao lắm. Lúc nào cũng ở bên cạnh tao, làm gì có thời gian cho cô ấy khác. Cái loại gái ế như mày ấy, thì làm sao mà biết được. Tao mà ế á? Này nhớ, tao nhắc nhở mày rồi đấy nhá. Mày mà không nghe lời tao, sao hối hận, đừng có mà trách tao. Tôi xin lỗi ạ. Đúng mùi nước hoa mình thích. Đây là ngày đầu tiên tôi nhận việc, mong được cô chiều cố ạ. Chưa từng làm công ty, chỉ làm nhân viên quán cà phê thôi à? Thế này mà cũng đòi làm công ty lớn á, không biết tự lượng sức mình sao? Nhưng mà tôi có bằng cấp mà. Yên tâm, nói thế thôi, chứ tôi vẫn nhận cô vào làm mà. Tôi còn phải cảm ơn cô vì lần trước dám phá đám tôi đấy. Thì chuyện lần trước cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không ngờ là cô lại nhớ ra như vậy đấy. Ok, hiểu lầm. Tôi là quản lý ở đây, vậy nên tôi sẽ theo sát công việc của cô. Trước tiên, cô đi khuấy cho tôi một ly cà phê. Sau đấy thì dọn nhà vệ sinh cho nhân viên sạch sẽ vào. Tôi không muốn thấy một cái mùi nào đó nó khó chịu ở đây. Nhưng mà tôi vào đây để xin việc, làm việc chứ có phải làm lao công đâu. Tôi có bằng cấp mà. Đấy là thử thách sự kiên nhẫn của cô.
Cô làm được thì làm, không làm được thì nghỉ đi. Mà không, đấy chỉ là khởi đầu thôi. Khi mà dọn nhà vệ sinh xong thì cô giải quyết hết cái đống hồ sơ này trên bàn của tôi luôn. Rõ ràng là cô muốn lấy việc công để trả thù riêng. Uổng công tôi đã giúp đỡ cô chẳng biết ơn cái gì cả. Tôi sẽ đến gặp chủ tịch, nói chuyện này cho ra lẽ được. Này, chỉ là một con nhân viên quèn thôi mà, đòi gặp chủ tịch á, mơ à? Bất kỳ ai cũng có thể gặp được chủ tịch, huống hồ chi tôi là nhân viên của công ty này. Cô kìa, đứng lại, cái con kìa. Sao lại là anh? Tại sao lại không phải là tôi? Đây là phòng của tôi mà. Thế cô là ai? Tại sao lại vào phòng của tôi? Tôi ạ, tôi là nhân viên mới. Nhân viên mới không chịu lo làm việc đi, vào phòng của chủ tịch làm gì? Định tán dốc à? Không phải, tôi có một chuyện ấm ức cho nên muốn vào gặp chủ tịch để giải quyết. Tôi không ngờ chủ tịch lại là anh. Nhân viên mới vào làm mà đã có chuyện ấm ức rồi cả. Tôi nghĩ là anh nên xem lại cách quản lý của mình đi. Nhân viên cũ bắt nạt nhân viên mới, ức kiếp người khác, chẳng coi ai ra gì cả. Lan là quản lý nên có quyền giao việc. Cô là nhân viên mới thì cần phải học hỏi nhiều. Mới một chút khó khăn thôi mà đã than thở rồi thì làm sao làm được việc lớn. Nhưng mà phần việc mà cô ấy giao cho tôi là của 5 người làm, tôi làm sao mà có thể làm được hết. Đã là thử thách thì không bao giờ dễ dàng được. Tôi thấy Lan giao như thế là còn ít đấy. Em bị điên à? Giao cả núi công việc như vậy thế mà em bảo ít. Đúng là tôi hối hận khi nộp hồ sơ vào đây làm việc đấy. Nếu không thì cô có thể xin nghỉ. Anh, con Lan anh này nhá, từ trước đến giờ chưa bao giờ từ bỏ công việc của mình. Tôi sẽ làm việc ở đây cho anh sáng mắt ra. Tốt, vậy thì cô hoàn thành dự án này giúp tôi. Phải xong ngay trong sáng ngày mai. Đúng là cái loại đàn ông ích kỷ. Hèn gì Lan chửi anh. Cô còn dám nhắc chuyện đó. Anh Nam, đợi em với. Anh nhanh thế. Anh Nam, không nghe em nói à? Lan, anh còn rất nhiều việc quan trọng phải làm. Nếu không có việc gì gấp thì về công ty hãy nói. Sao anh cứ thở ơ với em thế? Anh nghe em nói một tí được không ạ? Anh đã nói là anh rất bận, có gì nói sau đi. Anh Nam, em chỉ muốn anh tới nhà em dự sinh nhật thân mật với em thôi mà. Anh đừng từ chối em có được không? Lan, anh nghĩ anh cần phải nói thẳng cho em biết. Anh biết là em có ý tốt, nhưng anh xin lỗi. Thật sự anh không thể đón nhận tình cảm của em được. Anh quá đáng lắm. Anh phụ bỏ tình cảm của em mà. Lan, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Anh chúc em hạnh phúc. Em đừng đặt tình cảm nơi anh nữa. Độc máu lạnh, anh tàn nhẫn lắm. Cô ra ngoài làm việc đi. Cô nên nhớ rằng nếu làm việc không tốt thì cô sẽ không được nhận vào công ty đâu. Bởi vì cô đang là tập sự đấy. Đúng là cái đồ máu lạnh. Nếu như không phải vì tôi cần công việc này nhá, thì còn lâu tôi mới vào đây làm việc. Có việc cho cô làm đây. Gì nữa hả? Tôi còn chưa làm xong chuyện đống hồ sơ này. Tôi không phải là người máy. Đấy là việc của cô. Đã đi làm rồi thì phải chịu sự phân công chứ. Lo mà đi gặp đối tác đi. Nếu không thì viết đơn xin nghỉ việc nhé. Nhưng mà tôi là nhân viên mới thì làm sao có đủ kinh nghiệm đi gặp đối tác được. Nói cho cô biết, đối tác này rất quan trọng mà rất khó tính nữa. Cố mà chịu nhé. Có phải là cô muốn trả thù riêng đúng không? Cố tình chèn ép tôi. Trả thù riêng sao? Ai bảo mày lắm chuyện, mày xem vào chuyện của tao cơ. Động đến con Lan này không được yên thân đâu. Người gì kỳ lạ. Tính ra là ngày hôm đấy tao đang giúp đỡ cô đấy. Mày câm mồm đi. Ai cần mày giúp đỡ? Lắm chuyện. Nói cho mày biết, tao chắc chắn sẽ khiến cho mày biến khỏi công ty này. Mày không trụ được lâu đâu nhá. Thế thì tôi cũng sẽ nói thẳng luôn cho cô biết, là tôi sẽ không bao giờ rời khỏi công ty này. Tôi sẽ trụ lại ở đây để đấu trí với cô. Lan Anh, chuẩn bị xong chưa? Cùng tôi đi gặp đối tác. Xong cả rồi. Đối tác hôm nay khó tính lắm đấy. Cô cần chuẩn bị chỉn chu vào. Nếu có vấn đề gì xảy ra, cô gánh không nổi đâu. Cố tình gài tôi còn hăm dọa. Người máu lạnh chẳng xài. Cô nói gì hả? Một thủ vật, một đám đàn ông
Tôi hỏi cô đang nói gì? Cô ta đang rủa anh đấy ạ. Bảo cô ta đi gặp đối tác. Cô ta không phục mà. Sao hả? Tôi chẳng rủa ai cả. Công việc của tôi phải làm như thế nào để được nhận lương thôi. Anh làm sếp, anh bảo gì thì chẳng được. Ok, thế thì tốt. Không ngờ lại gặp người từng gặp ở đây. Cậu rất bất ngờ khi cô là nhân viên ở Vinam đấy. Cô bạn cô đâu? Không rủ làm chung sao? Lần trước cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Cũng chẳng có gì đáng để nhắc ở đây cả. Nhưng mà tôi thấy khá là thú vị ấy chứ. Rất là ấn tượng. Tôi chẳng thấy cái gì thú vị cả. Hôm nay là chúng ta đến đây để bàn chuyện hợp tác. Tôi nghĩ là chúng ta nên tập trung vào công việc, tránh để mất thời gian của cả hai bên. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Làm gì mà căng thế? Thôi được rồi, mình vào vấn đề chính luôn đi. Khoan, xin lỗi, tôi có điện thoại. Xin lỗi. Alo, chị à? Mày gọi tao có việc gì đấy? Tao đang bàn công việc mà. Cái gì? Thằng bạn trai của mày dám dẫn gái về nhà ngủ à? Đấy, mày thấy chưa? Tao đã bảo mày ngay từ đầu rồi mà. Cái thằng đàn ông sở khanh đấy làm sao mà đáng tin tưởng được? Thôi được rồi, thế bây giờ mày đang ở đâu? Mày ở yên ở nhà cho tao. Ngày hôm nay không dạy dỗ cái thằng sở khanh đến một bài học ấy, nó không nhớ đời mà. Xin lỗi hai anh nhé. Hiện tại tôi đang có việc gấp và phải giải quyết. Tôi xin phép ạ. Nhưng mà khoan đã, có chuyện gì vậy? Thấy sắc mặt của cô khó coi lắm. Nếu có gì khó khăn quá thì cô nói đi. Giúp được bọn này sẽ giúp. Thế hai anh đi cùng với tôi luôn nhá. Nhưng mà đi đâu? Đánh ghen. Sao cơ? Đánh ghen á? Thôi nhanh lên đi, mất thời gian. Đồ khốn ạ! Cút! Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Sao em lại ở đây? Còn mấy người này là ai đây? Họ là ai không quan trọng. Quan trọng ấy, anh là đồ khốn ạ! Mặc cái áo vào, đi ra ngoài. Này, chị ơi, nghe anh nói nhé. Chị là hiểu lầm thôi. Anh đúng là đồ khốn ạ! Tưởng anh như vậy mà anh lại bảo là nhầm lẫn ở đây á. Anh sao anh lại cô biết làm sao rồi, cô điên à? Còn mấy người này nữa, các người vào nhà tôi trái phép và tôi kiện hết đấy. Anh đã làm sai vậy mà còn dám lớn tiếng như thế, anh không thấy xấu hổ à? Thì làm sao được, cô bị làm sao ấy? Tôi với cô là cưới nhau chưa đúng không? Chưa thì tôi ngủ với ai chả được, quyền cô à? Đồ vô liêm sỉ, tôi hận anh. Anh chạy theo Chi xem thế nào đi. Còn ở đây tôi xử lý. Được rồi, cô cứ để tôi lo. Hai người lại xử thế này đi. Gì đây? Đồ khủng, muốn chết ạ? Anh ơi, tôi xin lỗi nhá. Bạn tôi có chuyện buồn. À đây, tôi gửi anh. Anh thông cảm nhá. Ok nhá. Cô có sao không? Để tôi dìu cô nhá. Chân của tôi. Để tôi xem. Không được rồi, để tôi cõng cô. Tôi không cần đâu, tôi tự đi được. Không được đâu, bây giờ cô mà càng cố đi, chân cô càng đau hơn thôi. Nghe lời tôi. Từ trước đến giờ chưa ai đối xử tốt với tôi như thế, kể cả là tay Duy. Tôi nghĩ là cô nên quên xử tên Duy ấy đi. Hắn ta không xứng với cô đâu. Tôi hiểu mà. Trước giờ tôi không nhìn được lòng dạ của hắn, nhưng mà bây giờ tôi đã thấy rồi, tôi sẽ không để hắn ta trong lòng nữa. Đúng, cô phải mạnh mẽ như vậy, đừng có lụy tình quá, nếu không người khổ sẽ là mình đấy. Tôi biết rồi. Đến đây. Tôi xin lỗi, tôi mạnh tay quá. Cảm ơn anh nhá. Có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Mà rốt cuộc anh là ai thế? Tại sao lại đi cùng Lan Anh đến nhà Duy? Tôi ở cùng cô cả ngày mà cô không biết tôi là ai sao?
Lần ở trong nhà vệ sinh, chẳng phải chúng ta gặp nhau rồi hay sao? Không, lần đấy chỉ là hiểu lầm thôi. Anh đừng nói như thế, anh làm tôi ngại đấy. Sao cô phải lúng túng thế? Tôi thấy chuyện thú vị mà. Lần đấy tất cả do bạn của tôi. Tại hôm đấy tất nhiên mọi người cứ bắt uống nhiều, tôi say quá, thế nên là mới... Thì nhờ có thế nên là chúng ta mới gặp được nhau. Tôi nghĩ đấy là duyên đấy. Duyên thật à? Dù mọi chuyện có buồn đến đâu thì nó cũng qua rồi. Cô đừng vì những chuyện đấy mà làm ảnh hưởng đến bản thân mình nhá. Tôi hiểu mà. Cái này chẳng phải là cặp tóc của tôi à? Được rồi, đây là cặp của cô đấy. Cả lần mà cô vội chạy đi, nó bị rơi ra. Tôi luôn để nó trong người vì tôi thích mùi nước hoa trên nó. Nhiều lần tôi rất muốn tìm gặp lại em, nhưng mà chắc là chưa có duyên. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này đấy. Anh nói thế tức là... Anh biết là anh rất đường đột khi mà nói ra những lời này. Nhưng mà chuyện tình cảm rất là khó nói chị ạ. Anh chỉ nói ra lòng mình thôi. Anh biết là em rất khó chấp nhận, nhưng mà anh sẽ chờ đến khi nào em sẵn sàng. Nhưng mà anh có chắc đây là tình yêu, là anh thích em không đấy? Bởi vì dù sao chúng ta mới gặp nhau được có vài lần mà. Anh không chắc đây có phải tình yêu không nữa, nhưng mà anh biết chắc chắn em là mảnh ghép của anh. Mỗi lần mà gặp em ấy, trái tim anh đều hấp thỏm đấy. Mày giỏi quá rồi đấy. Viết đơn xin nghỉ việc cho tao. Mày hết chuyện làm hay sao? Mày rủ đối tác đi đánh ghen. Con điên khùng này nữa. Đây không phải là chuyện điên khùng. Đấy là bạn của tôi. Và tôi sẽ phải đến đấy. Cho dù bây giờ có phải chọn lại, thì tôi cũng sẽ lựa chọn như vậy. Mày nghĩ mày là anh hùng hay sao? Viết đơn xin nghỉ việc đi. Nhìn ngước cả mắt, hậu quả mày phải gánh đấy. Được. Nghỉ việc thì nghỉ việc. Tôi sợ cô chắc. Có mọi người đông đủ ở đây rồi thì hay quá. Tôi thông báo luôn, tôi quyết định sẽ đầu tư cho FM và giao toàn quyền quyết định dự án này cho Lan Anh. Sao như thế được ạ? Cái con này nó không đủ tư cách để làm dự án lớn như thế đâu ạ. Tôi thấy được là được. Lan Anh là một người rất chính trực và trượng nghĩa. Tôi rất thích cô ấy. Nhưng mà... Cô Lan, tôi nghĩ cô nên an phận và làm đúng nhiệm vụ của mình đi. Nhưng mà em vẫn luôn làm tốt công việc của mình mà. Tôi giữ cô ở lại công ty là bởi vì cô vẫn còn làm được việc. Nhưng có tài thì phải có đức. Cô nên thay đổi tính cách của mình đi. Đến bây giờ rồi vẫn còn có chuyện cấp trên ức hiếp cấp dưới à? Anh... Đừng tưởng tôi không biết những việc cô làm. Nếu như cô không sửa đổi tính cách của mình thì cô sẽ bị sa thải đấy. Anh tàn nhẫn lắm. Em sẽ tự viết đơn xin nghỉ việc. Em không thấy mặt anh nữa. Là anh, em thấy em có kham nổi công việc này không? Chỉ cần anh giao việc, tôi nhất định cố gắng. Bởi vì tôi luôn thích làm việc trên sự mới mẻ mà. Vậy em có muốn nhận một thử thách mới, đó là làm em dâu của anh không? Em dâu nào ạ? Anh nói như vậy là sao ạ? Là anh. Anh chỉ là em ruột của anh Hùng. Cái gì? Làm sao mà có chuyện này được ạ? Hai người... Anh sẽ đứng ra mai mối cho em và Vi Nam. Nhìn thằng em trai của anh thế này thôi, bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng mà còn bên trong á, nó thích em từ lâu lắm rồi đấy. Mai mối cái gì chứ? Cái tên chủ tịch này nó cứ kỳ làm sao ấy. Em thấy kỳ, nhưng mà khổ cho thằng em anh, nó lại si tình. Vì em có ơn với anh ấy, cho nên là anh muốn làm cái gì đó cho em. Vậy nên là anh quyết định trở thành ông Mai. Em có ơn với anh á? Bao giờ? Bởi vì em chịu đứng ra đánh ghen, cho nên là anh đã tìm được ý chung nhân của đời mình rồi đấy. Anh quyết định là sẽ theo đuổi Chi. Ôi trời, hai người. Lan Anh, em cứ thoải mái đi. Anh Hùng chỉ là muốn tác hợp cho chúng ta thôi. Còn chuyện tình cảm thì cứ tùy duyên. Trước mắt mình cứ xem nhau là bạn đã. Phải đấy, anh là anh sẽ lập cái nhóm những người bạn. Thế thì em sẽ mời cả nhóm mình chủ nhật này đến nhà em dùng bữa cơm thân mật. Lan Anh, em đồng ý đấy. Em đồng ý đi cho anh đỡ quê. Tiện thể em đưa Chi đi cùng luôn. Anh Hùng cảm kích em lắm.
đàn ông mà không chủ động thì bao giờ có người yêu em. Em chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả. Em đi làm việc.